Hey, xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop Thanh Tuấn lại tiếp tục đem đến chương trình khuyến mãi đầu xuân năm 2023 cho tất cả các anh em. Ngày mùng 5 Tết thì shop sẽ bắt đầu bán hàng lại. Thì anh em nào mua hàng trong ngày mùng 5 Tết thì anh em sẽ được tặng một cái thẻ nhớ như thế này. Thì bình thường chúng tôi bán cái thẻ nhớ này là 80.000. Thì anh em mua trong ngày mùng 5 Tết thì anh em sẽ được tặng thẻ nhớ, chỉ trả tiền máy thôi. Thì hiện tại bên shop có 3 mẫu máy đang được bán, đó là VKS898 đó. Còn đây là Q92 và đây là AT100. Thì giá cả là loại này là thấp nhất, là đến loại Q92 và đến AT100. Rồi tiếp đến với chương trình là anh em mua ngày mùng 5 thì anh em được tặng thẻ nhớ, còn anh em mua từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 thì anh em chỉ được giảm 50% tiền thẻ nhớ, nghĩa là anh em mua thẻ nhớ 80.000 thì sẽ trả tiền là 40.000 đó. Anh em lưu ý ha, ngày mùng 5 thì được tặng 100% tiền thẻ nhớ, còn ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 thì anh em sẽ chỉ được giảm 50% tiền thẻ nhớ. Thì lo là có hướng dẫn sử dụng ở những cái video trước rồi, thì video này tôi không lặp lại bởi vì nó khá chi là dài. Đó, thì tôi chỉ giới thiệu sơ lược cho anh em xem cái mẫu loa AT100 này. Mẫu này thì pin nó là khủng nhất, pin nó là 4000 mAh, thì hầu như là cao nhất thị trường hiện tại. Đó. Ở trong cái loa này thì nó có cái cục pin có hình dạng giống như toa xe lửa, hai toa liên kết với nhau. Về mẫu này được nhiều anh em ưa chuộng nhất và được mua từ trước Tết đến bây giờ cũng khá chi là nhiều. Đó, thì đây là một cái sản phẩm cao cấp đắt tiền. Đó, thì những cái sản phẩm bán ra bên shop thì sẽ được bảo hành 1 tháng nha anh em. Đó, nó có tem bảo hành dán theo đít lo cũng như là tay điều khiển cho tất cả các anh em. Các anh em nhận hàng thì anh em bình tĩnh, là anh em cứ xem hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi sẽ có in tờ giấy A4 bỏ sẵn trong mỗi cái lo cho tất cả các anh em về cách hướng dẫn sử dụng, nếu anh em chưa xem cái hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm đó thì anh em cứ xem đó. Còn đây là cái dây sạc remote nha anh em, nó chỉ có cái dây thôi và anh em cắm từ cái lo sạc qua cái remote nha, chứ nó không có con cốc nha. Bởi vì chúng tôi bán 10 khách thì có đến 7 khách bảo giao thiếu con cốc. Chỉ có cái này mới có con cốc nha anh em, chỉ có cục sạc lo mới có con cốc và không tháo rời được nha. Đó. Rồi anh em lưu ý những cái như thế thôi. Trong mỗi cái lo bán ra cho anh em thì nó có cục sạc, túi đeo, remote, dây sạc. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất của shop.